các cuộc biểu tình bạo lực diễn ra ở Kazakhstan sau khi giá nhiên liệu tăng vì các điều chỉnh của chính phủ. Chính phủ Kazakhstan đã từ chức, trong khi Nga cũng lên tiếng về tình hình ở quốc gia Trung Á này. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev ngày 5 tháng 1 đã chấp nhận đơn từ chức của toàn bộ chính phủ nước này trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng, làm dấy lên các cuộc biểu tình nghiêm trọng ở quốc gia Trung Á. Tổng thống Kasym-Jomart Tokayev đã bổ nhiệm Phó Thủ tướng Ali Khẩn Smaylov làm Thủ tướng lâm thời. Ông Kasym-Jomart Tokayev cũng ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 2 tuần tại tỉnh Manchistau và thành phố Almaty vì tình trạng biểu tình bạo lực tại những nơi này. Nhà lãnh đạo Kazakhstan cho rằng những kẻ khiêu khích trong và ngoài nước đứng sau tình trạng bạo lực đang diễn ra.